Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh của cửa hàng âm thanh A Luân, một kênh chuyên test và phối ghép cung cấp các bộ sản phẩm karaoke nghe nhạc chuyên nghiệp. Ngoài ra em còn cung cấp tất cả các thiết bị ánh sáng để lắp đặt tại quán bar, phòng trà, vũ trường cũng như là phòng karaoke gia đình. Và một clip trong buổi tối hôm nay, thứ bảy ngày 21 tháng 9 năm 2019, em trân trọng giới thiệu tới các bác về dòng sản phẩm những đôi loa bãi xịn đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Tên sản phẩm là BMB, mã sản phẩm là 450C. Dòng loa sử dụng 1/25 gân mút, sử dụng lâm châm kép và sử dụng 2 tép, dòng tép đa hướng. Và em có thể giới thiệu luôn, em chào bán đôi loa này với giá tốt nhất, đó là 5.800.000 đồng trên một đôi. Giá trên được chào bán tại cửa hàng. Và ship đi các tỉnh thành thì em sẽ tính tiền ship ở bên phía bưu điện. Các bác có nhu cầu muốn mua sản phẩm loa BMB hàng bãi xịn mà chất đẹp như này, các bác sẽ liên hệ trực tiếp qua các số máy mà cửa hàng em cung cấp. Và đặc biệt khi mua những cái dòng sản phẩm là loa, các bác vui lòng đặt cọc trước một ít tiền, em sẽ gửi hàng và cửa hàng âm thanh A Luân nhận giao hàng toàn quốc. Và nếu như các bác cảm thấy video hay và có ý nghĩa, các bác sẽ cùng share, có nghe là like hoặc là chia sẻ thật là nhiệt tình giúp cho cửa hàng để mọi người có thể biết được và mua những sản phẩm hàng chất giá tốt. Các bác thân mến, và nếu như các bác xem video của em là lần đầu tiên, các bác sẽ vui lòng ấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh cũng như ấn vào nút chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mà cửa hàng đăng tải. Và sau khi clip này kết thúc mà các bác sẽ xem, em sẽ làm tiếp một video nữa, đó là những đôi loa cho các anh, các chú, đặc biệt là để chơi cũng như là siêu tầm những cái dòng công suất khủng nhất đến từ thương hiệu của Mỹ, những đôi loa có thể lắp ở quán bar và những vũ trường lớn các bác nhé. Và đây là nội thất của đôi loa này, những đôi loa hàng bãi xịn đến từ thương hiệu của Nhật Bản, sử dụng 1/25 dòng gân mút xốp đấy và dòng từ kép. Các bác sẽ cùng chi chất của đôi loa đấy. Dòng này là hàng xịn, một thương hiệu nổi tiếng đến từ đất nước Nhật Bản và nó được sản xuất tại Chila các bác nhé. Giá 5.800.000 em bao giá rẻ nhất toàn quốc thời điểm hiện nay. Đó. Sử dụng hai dòng tép giấy, tép đa chiều các bác nhé, tép đa hướng, tép zin bảo hành, tép không nai, loa bát bảo dành zin nguyên bản toàn thể các bác. Đấy. Và đặc biệt đây, cái gân mút xốp này em đã thay rồi để các bác yên tâm sử dụng từ 3 đến 4 năm không phải suy nghĩ. Công suất của đôi loa này đạt khoảng 300W trên một chiếc các bác nhé. Tình trạng đẹp khoảng 70%, loa bao zin nguyên bản tuyệt đối cho toàn thể các bác cũng như là anh em. Đó, các anh em có nhu cầu muốn mua thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho cửa hàng. Tất cả loa đều bao đẹp tuyệt đối cho toàn thể các bác cũng như là anh em. Đó.